đại ca xuống đi đại ca, em tin đại ca sẽ xuống vào. Yên tâm là vào. Quả này đại ca sẽ xuống vào. Vâng. Mày ăn cho trò chơi với. Ô, có bỏ cầu sáng à? Hai thằng đi đâu mà ăn mặc rách nát mờ lại buồn mùi hôi tối này. Ôi, em. Hai bọn này là bọn làm mà bọn lọt thối đấy. Ui, hai cái thằng này là đệ tử của Hưng Vlog đi. À, cái thằng Hưng Vlog nghèo hèn đấy hả? Vâng. Ôi. Cái gì sao chị lại coi thường đại ca của em? Lại còn chê đại ca em nghèo, chị coi thường em thì được, chứ đừng chê đại ca em là được. Đúng rồi đấy. Cái gì? Đại ca của chúng mày cũng mua đòi sánh tầm với đại ca của tao á? Đúng rồi đấy, tao coi thường chúng mày đấy. Quần áo thì rách lát, mà cái thằng đại ca của chúng mày ấy không lo nổi cho chúng mày được bộ quần áo. Đáng để chúng tao khinh đúng không? Sao chúng mày lại khinh thường đại ca tao? Tí tao về tao phô đại ca tao ra dạy cho chúng mày một bài học mới được. Thôi, chúng mày về đi. Tí nữa tao sẽ viết lá thư thách đấu. Tao gửi thằng đệ tử mang sang cho đại ca chúng mày thách đấu với bọn tao. Chúng mày chuẩn bị tinh thần về đi. Về rồi. Về rồi. Nước. Đại ca em khổ quá đại ca. Gấu đỏ có sáng làm sao mà khóc đây? Vừa đại ca lên núi với thằng đại tử của nó chê em bẩn thỉu rốt nát. Mày lại chê bọn em mặc quần áo rách nát. Đại ca, mày chê đại ca bất tài vô dụng muôn đời nghèo. Trời ơi, đại ca lưng núi nó dám coi thường sỉ nhục đại ca như thế cơ hả? Vâng, nó có sai đệ tử của nó đưa thư để thách đấu đại ca kia kìa. Cái thằng đệ tử của nó đang đi ra đây kia kìa đại ca kìa. Được rồi, để ra đây xem đại ca sẽ dạy cho nó một bài học. Đúng rồi ạ. Đó là đứng dậy, đại ca tao gửi thư cho đại ca mày này, hãy cầm lấy. Thư gì đây? Đây là thư thách đấu, hãy bảo đại ca chúng mày chuẩn bị tinh thần để thách đấu ấy. Thách đấu cái gì cơ? Thách đấu gì, nó ở trong cái lá thư. Hãy mở ra mà đọc, tao đi về đây. Đại ca ơi, thư này không biết chúng nó bảo thách đấu cái gì đây. Đâu để đại ca xem nào. Cho chúng em nghe với. Rồi, kính gửi đại ca nghèo và hai thằng gấu đỏ gấu xám rách lát. Bọn này láo nhỉ, dám bảo đại ca nghèo. Tức thật đại ca. Được thế nhỉ. Rồi, thôi rồi, không tức. Tao đại ca lưng núi gửi thư thách đấu đồ ăn với nhà chúng mày đúng 3 giờ chiều nay tại cánh đồng đồi cuối. Nếu chúng mày sợ thì chúng mày hãy ở nhà đồ nhà nghèo. Tức thật đại ca. Thì sợ gì bọn nó. Được rồi. Hôm nay nhất định đại ca sẽ dạy cho nhà chúng nó một bài học. Dám coi thường nhà chúng mình. Cay thật đấy. Hôm nay đại ca nhất định sẽ dạy cho nhà lưng núi đấy một bài học. Nhưng đại ca ơi, nhà chúng mình nghèo lắm, làm gì có tiền mà thách đấu với bọn nó. Đúng rồi, đại ca, nhà mình nghèo lắm. Thôi được rồi, gấu đỏ gấu xám ơi. Đại ca làm bao nhiêu năm nay thì cũng tiết kiệm được một ít tài sản. Bây giờ đại ca sẽ bỏ số tiền đấy ra đi mua đồ ăn để thách đấu và dạy cho nhà đại ca lưng núi một bài học. Vâng, thế đại ca đi đi, bọn em chờ đại ca ở đây. Bọn em chờ đại ca ở đây. Rồi, thế hai đứa chờ đại ca đây nhá, để đại ca đi chuẩn bị đồ ăn nhá. Dạ vâng ạ. Đại ca lâu thế nhờ. Đúng rồi, đại ca lâu thế. Chờ mãi không về. Đúng rồi, con xám ơi, đại ca về rồi đây. Đại ca ơi, đại ca có mua đồ đầu mới chi lương núi bên kia không đại ca? Có, đại ca mua rất là nhiều đồ đây. Đấy, em xem nào. Đấy, hôm nay á, nhà chúng mình sẽ dạy cho cái nhà bên đấy một bài học dám chê nhà mình nghèo. Đâu đồ đâu đại ca cho em. Pizza khổng lồ. Đây đưa này. Coca khổng lồ. Đấy, nhìn thấy chưa? Em nhìn thấy rồi. Pizza khổng lồ. Đấy, biết cái gì đây không? Sữa chua khổng lồ. Sữa khổng lồ. Rồi. Còn cái gì đây biết không? Xúc xích khổng lồ. Xúc xích khổng lồ. Còn bánh mì khổng lồ nữa. Bánh mì khổng lồ luôn, nhìn thấy chưa? Toàn đồ khổng lồ thôi. Đấy, hôm nay mình chạy nhất để mình chạy thắng hơn. Dạy cả lưng núi ở bên kia rồi. Em thích phải thắng kẻ tạp nhà giàu mới được. Rồi, thì bây giờ
đại ca chúng ta sẽ bây giờ gấu đỏ gấu xám bỏ hết đồ vào đây bọc rồi mang sang nhà đại ca lưng núi bên kia dạy cho chúng nó một bài học. Vâng. Vâng anh. Đi nhanh nhanh lên để sang dạy cho đại ca lưng núi một bài học. Đấy. Rồi bọc kín nó vào. Áo em giữ cho. Nhân lên. Nhân lên. Rồi, bây giờ gấu đỏ gấu xám bê cái thùng hàng này, tài sản đây là tất cả tài sản của gia đình nhà chúng mình, mang sang nhà đại ca lưng núi để thách đấu nào. Dạ vâng ạ. Thưa đại ca. Đấy, bê đi. Anh bê đi. Đại ca ơi. Hả? Cái thằng đại ca nhà nghèo nó đang vác mặt đến đây rồi đại ca kìa. Đâu nhỉ? Khi kia kia đại ca. Ừ nhỉ. Bọn này cũng dám vác mặt đến nhỉ. Ừ, được rồi. Hôm nay đại ca sẽ dạy cho chúng nó một bài học. Đúng rồi đại ca. Làm sao đủ tuổi mà thách đấu với chúng mình đúng không? Đại ca lưng núi, bọn tao đã mang rất là nhiều đồ ăn đến đây để thách đấu với bọn mày đây. Bây giờ bọn mày bỏ đồ ra để thách đấu với bọn tao. Gấu đỏ con sám, để đồ xuống dưới đây. Rồi. Hộp đồ bí ẩn của bọn tao đây. Xem bọn mày có đồ ăn để thách đấu với bọn tao không? Em. Wow, xúc xích trẻ em siêu ngon đại ca ơi. Em ngon. Em xin đại ca. Xúc xích bé khỏe. Ừ, thơm thế nhở. Ngon nhở đại ca nhở. Còn mày có gì để thách đấu không? Có xúc xích không? Xúc xích không? Trời. Xúc xích trẻ em đại ca. Cho chúng nó thế nào là lấy đồ đi. Ok. Đâu để em giúp đại ca. Không được ca. Hãy nhìn đây này. To chưa? Xúc xích khổng lồ, nhìn thấy chưa? To, có bóng bài đây. Cái xúc xích trẻ em kia là vần gì? Ăn. Đấy, gấu xám. Ngon ơi là ngon. Ngon không? Ngon là ta. Có bọn này bé tí. Cái xúc xích bé tí em. Vần gì? Vần gì? Đại ca ơi, sao bọn nó có xúc xích to thế đại ca nhở? Ừ nhỉ. Sao xúc xích lại to ấy nhở? Lần đầu tiên đại ca nhìn thấy. Em cũng thế đại ca. Nhìn xúc xích mình bé tí đại ca ơi. Uầy, hãy xem đây, đồ ăn của bọn ta đây. Người nó to đại ca nhở? To ghê đấy. Đợt này bên đi kia ra. Có. Chắc gì bên kia lại có đúng không? Đúng thế đại ca. Ui, ngon thế đại ca ơi. Đại ca ăn trước đi đại ca. Ui, nhìn ngon thế đại ca nhờ. Chúng mày có không? Chúng mày làm gì có pizza à? Đại ca nhờ, đại ca ăn đi. Bỏ pizza cho chúng nó xem đi. Đây, pizza đúng không? Có pizza. Tưởng gì? To to. Nhìn thấy chưa? Mình chắc gấp 4 lần chúng nó luôn. Đúng rồi. Pizza khổng lồ. Nhìn thấy chưa? Sợ chưa? Ui đại ca. Chúng nó cũng có pizza khổng lồ đại ca. Ừ nhỉ. Đấy, gấu đỏ gấu xám. Mỗi người một miếng. Đại ca cho em miếng đi. Cho em miếng đi. Đồng miếng này đã to gần bằng cái con chúng nó rồi đại ca. Gấu xám ăn đi. Đấy. Của mình vừa to lại ngon hơn của chúng nó. Đấy, vừa to vừa ngon.
đấy kia béo cái quả mũi cái của chúng nó bánh pizza chay hay sao ấy, em nhìn chẳng có thịt gì đấy sao. Bọn mày còn có cái gì, mang cà lốt đi. Đại ca mang cái khác ra, bỏ mấy họ đi đại ca ơi. Đại ca bỏ nhanh lên đại ca ơi. Bọn tao có sữa, bọn mày có sữa không? Đúng rồi ấy, chắc gì là có sữa mà. Đại ca cho em một hộp nhé đại ca nhé. Đấy, em mời đại ca. Rơ mốt vị cam luôn nhá. Nhìn ngon nhỉ đại ca nhỉ. Bọn mày làm gì có sữa? Ui, ngon đấy đại ca ơi. Toàn vị cam đại ca. Đại ca, bỏ sữa, cho bỏ sữa xem đi. Rồi, thôi trời ơi. Có ai hộp sữa bệt nhìn thấy chưa? Trời chưa. Rơ mốt khổng lồ nhìn thấy chưa? To hơn cái của bọn mày. Đấy. Khát nước phết đấy, gấu xám nhờ. Vâng. Đại ca uống đi. Wow. Chúng mày có sữa khổng lồ không? À. Chúng mày có sữa khổng lồ không? Bọn nó có sữa bé tí kìa, đại ca kìa. Ê, đại ca ơi. Sao bọn này cái gì nó cũng có cái đồ khổng lồ nhỉ đại ca nhỉ? Ừ, mà rõ ràng nhà nó nghèo sao nó giỏi thế thì mua được cả cái đồ khổng lồ đại ca ơi. Đại ca ngạc nhiên luôn đấy. Sao bọn mày giỏi đấy? Ở đời đừng có bao giờ coi thường người khác. Đúng rồi. Ở đây chúng mày coi thường người khác. Chúng mày có đồ gì hãy bỏ ra lốt đi. Đại ca bỏ đồ tiếp ra đi. Bỏ đi. Có cái gì mày lôi hết ra đi. Đại ca lấy nhanh lên đại ca ơi. Ui, sữa chua ngon đấy đại ca ơi. Ừ, chúng mày có sữa chua không? Chắc gì đã có. Mỗi thằng hai hộp. Em xin đại ca. Ui, sữa chua ngon đấy đại ca. Đội bên kia chắc gì đã có sữa chua đại ca. Ngon lắm đại ca ơi. Chúng mày có không bỏ ra đen. Sữa chua gì? Bọn tao cũng có sữa chua. Nghe chưa? Bọn tao còn to gấp mấy lần bọn mày cơ. Bọn mày sợ nhở? Nhìn đây này, đây là sữa chua khổng lồ. Nhìn đây chưa? Sữa chua khổng lồ. Đại ca ơi, cho em hớp đại ca. Bọn mày có không? Anh vô nhỏ cho em hớp. Ui, chúng nó cũng có cả sữa chua khổng lồ luôn đại ca. Sao đùa ấy, có cả cái gì cũng khổng lồ đấy đại ca ơi. Bọn này giàu nhở? Mà rõ ràng nhìn nghèo ấy, nghèo. Chúng nó giỏi nhở đại ca nhở? Ngon thế. Ngon không? À, chúng mày còn cái loại đồ ăn gì hãy bỏ lốt ra đi. Bỏ hết ra đi. Bỏ hết ra đi. Cái gì bọn tao cũng chơi được với mày. Rồi. Đại ca lấy tiếp ra cho chúng nó xem biết thế nào lấy độ đại ca. Đây. Bọn tao có Coca Cola. Ê, Coca ngon đấy đại ca nhờ. Chúng mày có không? Chắc gì đã có đại ca. Không em. Ui. Ui xài xài. Coca xịn nó khác đại đúng, ca nhờ. Đúng Coca Cola khác. Em mời đại ca. Đại ca uống đi. Có không? Bọn này lấy đâu ra Coca. Chắc được mấy đồng mua được mấy thứ kia chắc hết rồi đại ca. Tưởng gì? Tưởng gì cơ? Bọn tao có chai khổng lồ luôn. Tưởng gì cơ? Đi đây này. Đại ca, dậy cho nó một phòng học đi. Thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Thấy chưa? Hả? Gấu xám. Nó đỏ. À. Bọn mày sợ chưa? Bọn mày sợ chưa? Chúng mày có Coca Cola khổng lồ không? Coca Cola thấy không? Ha. Chúng mày có đồ ăn gì? Hãy mang nốt mang ra đây. Đây. Mang nốt ra. Wow. Sao chúng nó lại có cả chai Coca khổng lồ đại ca nhỉ? Phun nước hết cả mặt chúng mình rồi. Phun ướt hết mặt đại ca rồi. Rồi lấy món khác. Đại ca, lấy đồ ra. Ui. Bánh mì. Bánh mì đại ca. Ui. Chúng mày có bánh mì không? Cái này mà nó bướng nhá. Cầm vả vào mồm mà cái đại ca. Ừ, gãy răng cửa rồi nhỉ. Phá hứa không? Đường thế nào? Bánh mì đúng không? Hãy nhìn đây.
to luôn. Bánh mì khổng lồ. Bánh gấu xám. Chúng mày có bánh mì khổng lồ không? Ui, chúng nó cũng có cả bánh mì khổng lồ đại ca. Trong lồ từng kỳ chúng nó cái gì cũng khổng lồ đại ca ơi. Ừ nhỉ, bọn này giỏi phết đấy nhỉ. Nhìn trông nghèo nghèo mà nó giỏi như đại ca nhỉ. Ngon lắm đại ca. Cái này bọn nó bướng đại ca quả mồm nó gửi trong cửa rồi đại ca. Rồi, chúng mày còn đồ ăn nào bỏ mà lót ra đây. Đại ca ơi, đại ca bỏ lót đồ ra, chắc đồ này á, chúng nó không bỏ có đại ca. Ôi bim bim, bọn bên kia làm gì có bim bim? Có không? Chắc không có đâu đại ca. Tưởng thế nào? Bọn mình cũng có bim bim khổng lồ luôn. Đại ca cũng nổ bom không giống vậy. Mang đại ca cho nổ đi đại ca. Nổ bom đấy. Đâu tám? Đại ca, chạy em. Nổ. Anh ấy nổ mạnh vào. Không nổ được. Không nổ được các bạn ơi. Đấy, chúng mày có bim bim khổng lồ không? Gấu xám ăn đi. Ông mày có không? Đây nhá, cổ bọn tao đã to còn ngon hơn cả cổ bọn mày. Wow, chúng nó có cả bim bim khổng lồ nữa này đại ca này. Wow, công nhận chúng nó giỏi rồi đấy. Thôi được rồi, chúng tao chịu thua chúng mày rồi. Từ giờ không dám coi thường chúng mày nữa. Chúng mày thấy chưa? Ở đời ấy, đừng có bao giờ coi thường người khác. Chúng mày xin lỗi bọn tao đi. Xin lỗi đi. Xin lỗi ơi. Thôi được rồi, hôm nay cho chúng ta xin lỗi đại ca Hưng Vlog và gấu đỏ gấu xám. Đúng rồi, mình cũng xin lỗi đại ca Hưng Vlog và gấu đỏ gấu xám nhá. Còn mày cho chúng ta ăn đồ chúng mày nữa. Thôi được rồi, còn mày sang đây ta cho chúng mày ăn. Sang đây. Chẳng ơi. Đấy, bim bim khổng lồ. Bim bim này ngon đấy. Wow. Ê, bim bim ngon đấy. Ngon không? Ngon không? Đồ khác ngon hơn bim bim mình. Từ giờ chúng mày không được coi thường người khác nữa chứ chưa? Đúng rồi. Thơm nhờ. Từ giờ gặp bọn tao có gì chúng mày phải chia sẻ biết chưa? Đúng rồi. Ok.